Trần Tam Lục, Quỳnh đang nghĩ gì vậy? Mấy người này lai lịch bất minh, tại sao lại dồn chúng ta vào chỗ chết chứ? Quỳnh đừng nghĩ nữa, đừng phải đi từng bước về phía trước. Ngày tháng vẫn phải sống từng ngày. Là thuốc gì muốn bảo vệ tôi mới bị hạ độc, kêu tôi làm sao an tâm được đi. Chẳng qua Quỳnh chỉ là một người đọc sách, không cần phải rơi rớt như vậy đâu. Chính vì tôi là một thư sinh, không làm được gì cả, mới hại mọi người lo lắng cho tôi, bị thương vì tôi. Không phải Quỳnh có túi thơm may mắn mà tôi đã tặng cho Quỳnh sao? Sau này có nó thì Quỳnh sẽ được bình an, không có chuyện gì cả. Ê, mọt sách à? Dù Quỳnh thích cũng không cần luôn cầm ở trong tay chứ. Đệ, tôi muốn đem túi thơm này trả cho cô. Trả cho tôi? Tại sao? Cái này theo lẽ là bùa hộ thân của cô, tôi không thể lấy. Nhưng mà tôi đã tặng cho Quỳnh thì chính là của Quỳnh, sao Quỳnh lại trả lại cho tôi? Nghe tôi nói đi, tôi không có ý này, tôi không muốn nghe. Thì ra Quỳnh mạo hiểm giành lại cái túi thơm chính là muốn trả lại cho tôi. Đệ, đệ, này Quỳnh, tránh ra. Dương Yên cô nương, cô gọi tôi sao? Sao hả, xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, sư gia gọi cô kìa. Tiểu thư, tiểu thư, đã đặt xong phòng của khách điếm rồi. Sư gia, nếu ông đã đặt phòng cho Cao thiếu gia rồi thì chúng ta đi thôi. Dương Yên, khuya như vậy rồi cô còn muốn đi đâu? Cao túc soái, tôi đã hết tình hết nghĩa với Quỳnh rồi. Tôi kêu xe ngựa đưa Quỳnh đến thị trấn để tránh Quỳnh lưu lạc quan sơn giả lạnh. Không may chết cống chết đói hay là bị sói ăn thịt thì tôi không thể ăn nói với người nhà của Quỳnh được. Bây giờ Quỳnh đã an toàn rồi thì chúng ta có thể được ai nấy đi. Dương Yên cô nương, tiểu thư, bây giờ chúng ta không được đi đâu cả. Tại sao? Thị trấn nhỏ ở nơi quan vắng này làm gì có nhiều khách điếm chứ. Chỉ có khách điếm này tôi còn phải tốn công tốn sức mới tìm được đó. Chúng ta ở lại đây một đêm đi. Phải đó Dương Yên cô nương, chết cống chết lạnh cũng không quan trọng, an toàn là quan trọng nhất. Hồ lô ngào đường thật là ngọt. Ấy, Mục Nhật à, thiếu gia nhà Quỳnh ngủ rồi sao? Vẫn chưa, ngày nào cũng buồn tới ngủ không được. Tiểu thư nhà muội thật là biết hành hạ người ta. Về phải trách Quỳnh ấy, đắc tội với ai không được, lại đi đắc tội với chủ tử của tôi. Cổ là Dân Yên đại tiểu thư thiên hạ đệ nhất, tâm cao khí ngạo, vậy thì khổ chúng tôi rồi. Muội nói, nếu thật sự tiểu thư nhà muội thật sự không để ý đến thiếu gia nhà ta, vậy hai chúng ta trở thành gậy đánh huyên ương sao? Mụn nho à, chúng ta phải làm sao đi? Không sao, muội đừng sốt ruột. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ra sức tán thành, nhất định chúng ta sẽ được ở bên nhau. Nhưng tiểu thư nhà muội vốn dĩ không nghe muội nói. Ấy, ta hỏi muội, tiểu thư nhà muội có điểm yếu nào không? Điểm yếu, đúng, lương thiện. Tiểu thư nhà muội không thể nhìn thấy người khác chịu khổ. Không thể nhìn thấy người khác chịu khổ. Ta có chủ ý rồi. Chủ ý gì? Ngày mai muội sẽ biết. Nhớ kỹ, nhất định phải nộp ứng ngoài hợp với ta. Được, ăn đi. Ngon không? Ngon. Ngày nào cũng mua cho muội ăn. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, cái đầu ngươi hạnh phúc lắm phải không? Ngọt ngào lắm phải không? Đau quá đau quá. Vui xong rồi mới tìm đến thiếu gia phải không? Đi đi, thiếu gia phải ngủ rồi. Thiếu gia, cậu muốn ngủ sao? Phải. Nếu còn ngủ thì không nghe được tin tức tuyệt mật mà tôi đã giết giả của sở mới hỏi thăm được. Tin tức gì ta cũng không nghe. Vậy tôi đi nha. Đi đi. Ê, đợi đã. Qua đi, qua đi, qua đi. Tin tức tuyệt mật mà lúc nãy ngươi nói có phải liên quan đến Duyên Hy không? Khẳng định rồi. Cậu xem, tôi đã làm từ sáng tới tối, xương cốt muốn rụng luôn rồi. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn chứa chuyện của hai người. Nhưng thiếu gia thì thái độ này, thôi tôi bỏ đi đi. Mụn nhọt, mụn nhọt à.
Ta biết người tốt nhất. Chúng ta là chủ tớ nhiều năm nay. Ngươi là người ta yêu thương nhất. Ngươi cũng là người lương thiện nhất, dịu dàng nhất, đẹp nhất, dễ thương nhất, quyến rũ nhất, cảm động nhất, đáng yêu nhất, cái gì cũng nhất hết. Thiếu gia, được rồi, tôi nói thì được rồi. Nói đi, mời ngồi. Tôi hỏi tiểu ma qua, nói tiểu thư nhà muội vô tình với thiếu gia nhà ta thật sao? Hay chỉ là dở tính của tiểu thư? Vậy ma qua nói sao? Không nói gì hết. Thiếu gia, đừng đánh tôi mà, đừng đánh tôi mà. Mụn nhọt, ngươi đang chơi ta sao? Cổ đã nói cái gì? Không biết. Thiếu gia, cổ nói tiểu thư nhà cổ không thể nhìn thấy người ta chịu khổ. Ý của người tức là nói, ta phải chịu khổ một lần để cổ cảm động. Phải đó, thiếu gia quên rồi sao? Lần trước cậu trúng độc châm, Dân Yên tiểu thư đã rất quan tâm cậu, thậm chí còn có chút dịu dàng với cậu phải không? Ta nhớ rồi. Chính là vậy. Cho nên tôi nói cho cậu biết, phụ nữ trời sinh đều là kẻ yếu đuối, đầy tràn tình thương. Tình thương này nó sẽ sản sinh ra tình yêu. Có tình yêu thì dễ làm rồi. Cậu bệnh một lần nữa cho cô ấy xem đi. Một nhỏ, ngươi thật là. Xin lỗi ngươi. Ta không ngờ đầu của ngươi ngoài bị đánh ra còn có một trí tuệ lớn đến như vậy. Phải, phải. Vậy bây giờ, ngươi mau đi lấy một chậu nước lạnh tới đây. Đợi xem kịch hay. Không được đâu thiếu gia. Không may cục bệnh thật thì phải làm sao đây? Sao có thể chứ, chẳng qua chỉ là một chút nước lạnh thôi mà. Ngươi nghĩ xem, nếu sau khi khổ nhục kế của ta có hiệu quả, Dương Yên bị cảm động, sẽ đau lòng đến chảy nước mắt. Còn có mau đi. Được, 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 thiếu gia tôi đi đây. Bình tĩnh. Dân Yên tiểu thư, mau lên, mau lên. Thiếu gia nhà tôi sắp không được rồi. Mau lên Dân Yên tiểu thư. Rốt cuộc là chuyện gì? Hôm qua quân ấy còn khỏe mạnh lắm mà, sao hôm nay lại đột nhiên bị bệnh rồi? Tôi cũng không biết nữa. Thiếu gia tan lạnh, toàn thân rung lên. Tiểu mau qua, mau lấy thuốc cho ta. Được. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì phối hợp với ta. Có nghe ta nói không? Đừng nói nữa. Đi thôi, thiếu gia sắp không xong rồi. Thiếu gia, thiếu gia. Thiếu gia, Dân Yên cô nương đến rồi. Lạnh quá. Dân Yên cô nương mời mời. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Dân Yên cô nương, Dân Yên cô nương. Dân Yên cô nương. Tôi lạnh quá, cô mau cứu tôi đi. Mau bắt mạch cho tôi đi, tôi khó chịu quá. Sao cô lại đánh tôi? Dân Yên cô nương, thiếu gia nhà tôi bị bệnh gì vậy? Ây da, bệnh của thiếu gia nhà cậu không nhẹ đâu. Bệnh không nhẹ hả? Sao có thể chứ, cậu ấy là. Mụ nhỏ, mau lau khô nước trên đầu của huynh ấy đi. Nhưng tiểu thư à, cao thiếu gia bị bệnh thật mà. Dĩ nhiên, ngâm nước lạnh có thể không bệnh sao? Dân Yên cô nương, làm phiền cô kê toa thuốc cho tôi, có được không? Tôi cảm thấy có thể lấy độc trị độc, ngâm ở trong nước lạnh một giờ nữa, ém hàn khí của huynh ra ngoài, nội ngoại tấn công sẽ khôi phục lại bình thường nhanh thôi. Mụn nhỏ, mau đi chuẩn bị thêm một thùng nước để thiếu gia nhà cậu ngâm thêm 2 canh giờ nữa. Như vậy bệnh sẽ không trị tự khỏi. Còn ngâm nữa hả? Dân Yên cô nương, tôi xin cô đừng hành hạ thuốc soái nữa, có được không? Vậy được. Tôi có một viên thuốc, nhưng thuốc này không giống như thuốc thường, không được uống nước, chỉ được uống khô. Tôi biết. Giả lại, thuốc này phải uống 20 viên mới có hiệu quả. 20 viên? Dân Yên cô nương, bây giờ cô cho tôi uống thuốc gì tôi cũng uống. Mau mau đưa cho tôi. Tiểu mau qua lấy thuốc qua đây. Được. Lớn như vậy, nhiều như vậy, cô kêu tôi làm sao uống đây? Phải nhai rồi nuốt.
Không được ói. Thiếu gia, không được uống nước, chỉ có thể ăn khô. Dương Yên tiểu thư, cô cho thiếu gia nhà tôi uống thuốc gì vậy? Cho thiếu gia hào hoa phong nhã, phong lưu phóng khoáng, đây là biểu hiện gì vậy? Thuốc của tôi không ngon sao? Quỳnh Gia, thuốc của tôi không tốt à? Chị Cao thiếu gia, thuốc đáng giả tợt, Quỳnh phải từ từ ăn, đừng lãng phí tâm tư của tôi đó. Tôi nói nè, tiểu ma qua, tiểu thư nhà muội cho thiếu gia nhà ta uống cái gì vậy? Nhìn biểu hiện của cậu ấy giống như uống hoàng liên vậy. Phải đó, chính là thuốc làm từ hoàng liên mà. Là hoàng liên thật sao? Sao hả? Để chút nào chưa? Nếu vẫn còn lạnh, trong tủ thuốc của tôi vẫn còn nhiều thuốc lắm. Không 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 không. Hết lạnh rồi sao? Hết rồi, tôi đi nha. Nhớ kỹ, phải từ từ thưởng thức. Tiểu ma qua, chúng ta đi. Thiếu gia, thiếu gia, mau lên, mau lên, mau lên. Độc nhất lòng dạ đàn bà. Ta lạnh quá. Nói, là chủ ý của em và bụng nhỏ phải không? Tiểu tư, em không có. Sao em dám bán đứng cô chứ? Vậy tại sao hắn lại liếc mắt với em? Hắn ám thì em làm gì? Tiểu tư, em thật sự không biết. Mụn nhỏ có lẽ cũng vì tốt cho cô, muốn cô làm lành với Cao thiếu gia thôi. Làm lành lại hả? Ta tốt với hắn hồi nào chứ? Em với mụn nhỏ có thể đừng tự nghĩ mình thông minh, giả điên giả khùng với Cao thúc soái đó có được không? Tiểu tư, Cao công tử cũng là vì muốn bù đắp lỗi lầm, cho nên mới làm vậy thôi. Tiểu mau qua, em bắt đầu nói giúp hắn từ hồi nào vậy? Ai mới là chủ nhân của em? Tiểu tư, cô không thích Cao công tử thật sao? Hay là thích Quỳnh ấy một chút thôi? Em nói gì vậy? Em nói, nếu cô không có cảm giác với Quỳnh ấy thì sao phải nổi nóng đến như vậy? Nếu cô không để ý đến Quỳnh ấy thì sẽ không đau lòng, sẽ không tức giận. Cô giận như vậy thì chứng minh cô còn quan tâm đến Quỳnh ấy, có cảm giác với Quỳnh ấy, thậm chí còn thích Quỳnh ấy một chút. Em to gan. Em không dám. Tiểu thư, Cao thiếu gia cũng là vì cô nên mới như vậy. Quỳnh ấy cũng là vì muốn lấy lòng cô mới hành hạ bản thân thành ra như vậy. Đưa cho một nhỏ, kêu hắn mau đi bốc thuốc đi. Được. Cao thúc soái, rốt cuộc là huynh có hiểu không? Cái tôi cần không phải là cái này. Thiên tiêu, thiên tiêu. Lão La, thiên tiêu, lão La. Ông tỉnh rồi. Lão La, ông tỉnh rồi. La Túc, Túc tỉnh rồi. Túc sao rồi? La Túc, Túc nhất định phải ráng lên. Mọi người không cần phải lo, ta không sao. Lão La, may mà ông không sao. Không may ông cũng đi giống như đại nương đó. Vậy tôi phải làm sao đi? Phải làm sao đi? Thiên tiêu, bà đừng như vậy. Bà cười lên đi. Lúc bà cười là đẹp nhất. Ghét quá đi.
Giờ phút này ông còn chọc tôi. Là thuốc. Mấy người đó rốt cuộc là ai? Sao họ lại truy sát chúng ta? Phải đó là thuốc. Có phải lúc trước thuốc hành tẩu giang hồ gặp phải kẻ thù gì không? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Cũng là việc đã qua rồi. Chỉ sợ đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Sợ gì? Còn không biết chừng nào mới có thể qua đi. Là thuốc. Thuốc nói vậy có ý gì? Tam lục thiếu gia, không biết tôi có thể kiên trì được bao lâu. Là thuốc, có một chuyện tôi cần phải nói cho cậu biết. Xin lỗi, tôi không có nói sự thật cho mọi người biết. Thật ra lần này chúng ta hộ tống Tam Lục thiếu gia đến Tủ Trang không phải chỉ đơn giản là nhận tổ quy tông. Không lẽ tám sát thủ đó là đến vì Tam Lục? Thực ra Tam Lục còn có một đệ đệ cùng cha khác mẹ mới tròn 12 tuổi. Lưu gia lão gia trước đó còn chưa biết còn có một đứa con trai là Tam Lục, nên do hằng kế thiếu gia thừa kế sản nghiệp của Tủ Trang Lưu gia. Nhưng mà con không có ý trở về tranh đoạt quyền thừa kế. Bây giờ sản nghiệp của Lưu gia cần phải do cậu thừa kế. Bởi vì hàng trưởng thiếu gia đã bị người ta giết chết. Hả? Cái gì? Là gì? Quyền thừa kế sao? Vậy Tam Lục vào Tủ Trang không phải là đi tìm chết sao? Cái này thật đáng sợ. Là thuốc, uổng cho chúng tôi tin tưởng thuốc. Chuyện lớn đến như vậy sao thuốc có thể che giấu được? Tôi không muốn che giấu. Tôi luôn nghĩ các người biết, càng ít thì càng an toàn. Nhưng không ngờ. Bỏ đi. Bây giờ con phải lập tức về trấn Quan Hỷ. Nếu sát thủ có thể tìm được chúng ta, vậy họ có thể dễ dàng tìm được mẹ con. Quynh đừng có gấp, tôi tin mẹ Quynh nhất định sẽ không sao đâu. Cho dù thế nào, tôi cũng phải trở về trấn Quan Hỷ. Trước khi thấy mẹ tôi bình an thì tôi không thể yên tâm. Phải, tôi cũng tán thành về trấn Quan Hỷ. Không thể để Trần Tam Lục về Tủ Trang mạo hiểm được. Giờ lá thuốc đã bị thương, chúng ta còn chưa biết về nguy hiểm gì. Hay là về trấn Quan Hỷ trước, tìm cứu binh cũng dễ một chút. Phải, tôi cảm thấy ý kiến của cặp đệ đúng lắm. Chúng ta cùng về trấn Quan Hỷ. Tam Lục thiếu gia, cho dù tôi chết cũng nhất định đưa cậu về trấn Quan Hỷ. Cũng coi như có ăn nói với danh danh. Là thuốc đừng nói nữa, con sẽ cõng thuốc xuống núi để chữa trị. Tam Lục thiếu gia, tôi từng hứa với danh danh tôi vẫn phải làm được. Nhưng con không thể nhìn thấy gì con mà mọi người mất mạng quan uổng. Lão La, sao ông nóng quá vậy? Có phải là gì trong mũi tên có độc không? Thiên Tiêu à, có một số chuyện tôi còn phải nhờ bà. Chuyện gì? Mau nói đi. Xin bà về cặp đệ hộ tống thiếu gia về trấn Quan Hỷ. Đợi sau khi tất cả sắp xếp xong mới đến Tủ Trang. Vậy còn thuốc? Bây giờ tình trạng của tôi rất tệ. Nếu như xảy ra chuyện gì nữa, tôi cũng không giúp được gì, còn liên lụy đến mọi người. Là thuốc bà, không được. Muốn đi thì cùng đi. Con tuyệt đối sẽ không bỏ lại một mình thuốc mà về trấn Quan Hỷ. Thiếu gia, là thuốc. Thuốc đừng nói nữa. Không có thuốc con tuyệt đối sẽ không đi. Lão La à, tôi nghĩ bây giờ thiếu gia nhất định rất lo lắng cho an nguy của mẹ cậu. Cho nên Thiên Tiêu, tôi cầu xin bà mau chóng hộ tống thiếu gia về trấn Quan Hỷ. Đừng vì tôi mà làm chậm trễ thời gian. Là thuốc, còn xin thuốc đừng nói vậy. Chúng ta đã mất đi một đại nương, không thể lại mất đi thuốc nữa. Tam Lục thiếu gia, cậu, cặp đệ, con về Tam Lục về trấn Quan Hỷ. Mẹ sẽ ở lại chăm sóc Lão La. Mẹ, không được có ý kiến. Mau về đi, nghe lời mẹ. Được, hay là về đi. Chúng ta sẽ đưa La Thúc đi tìm Lan Trung trước. Sau đó con về Tam Lục sẽ về trấn Quan Hỷ. Được, dì Thiên Tiêu, con muốn xin dì một chuyện.
xin dì hãy chăm sóc tốt cho La Thúc. Con cũng sẽ dùng tính mạng để chăm sóc tốt cho cặp đệ. Được. Xin hỏi ở đây có chỗ nào có lan trung? Đi về phía nam 5 dặm sẽ có. Cảm ơn. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Làm sao đi? Sao rồi? Có kết quả không? Trong thôn này không có lan trung, còn phải đi thêm mấy dặm nữa mới có thể có hy vọng. Mấy dặm lận à? Không được, không được. Lão La sắp chịu không nổi rồi. Không thể đi được. Mẹ, con sẽ chạy thật nhanh dẫn lan trung về đây. Đợi La Thúc khỏe lại rồi con về Tam Lục mới đi. Lão La, lão La à? Thiếu gia, mặc kệ tôi đi, mau dẫn cặp đệ về trấn Quan Hỷ đi. Không được La Thúc, vết thương của Thúc. Thiếu gia, nghe tôi nói đi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện với nữ tình trường. Cậu cần phải nghe tôi sắp xếp. Nhưng mà thiếu gia, La Thúc, không còn thời gian. Thiếu gia, có Thiền Tiêu ở bên cạnh tôi rồi, cậu cứ yên tâm. Ngoài ra, ở phía nam thôn này có một rừng núi nhỏ. Hai người nhớ kỹ, đừng có đến thị tập, như vậy rất dễ bị lộ. La Thúc, thiếu gia, nếu cậu không đi, vậy thì tôi đi với cậu. La Thúc, La Thúc à, lão La, đi đi. Đi đi. La Thúc, Tam Lục, nghe Thúc vậy. Đi đi. Đi đi. Mẹ, con không nỡ rời xa mẹ. Con gái ngoan, mẹ cũng không muốn để con đi. Không sao, không sao. Không chừng mấy ngày nữa chúng ta có thể gặp lại. Chuyến đi này cũng không biết là quả hay là phúc. Cặp đệ, nghe mẹ nói mấy câu đi. Trên đường đi, con đừng cãi nhau với mọt sánh nữa. Cũng đừng ngang bướng, con biết không? Mẹ à, con không có ý ngang bướng đâu. Mẹ là người từng trải, con nghe lời của mẹ thì được rồi. Phải thể hiện điểm tốt của con. Hiểu chuyện một chút, dịu dàng một chút, nó sẽ hiểu con thôi. Con chỉ là một báo tiêu, mẹ đừng nói bậy. Tâm tư của con mẹ còn không hiểu sao? Giả lại, đừng nổi nóng bề bà. Con phải bình an, trở về trấn Quan Hỷ để mẹ yên tâm, có biết không? Mẹ, mẹ phải bảo trọng đó. Bây giờ La Thúc cũng đã bị thương rồi, mẹ không được ngã xuống nữa. Không đâu, không đâu. Con gái à, ngày thường mẹ chịu đánh con, thật ra là thương con. Mẹ không nỡ rời xa con đâu. Ngày nào cũng sợ con ăn không no, mặc không ấm. Mẹ à, sao mẹ lại lôi thôi hơn lúc trước vậy chứ? Con còn chưa bị mẹ đánh đủ sao? Bảo bối của mẹ, Trường Tam Lục, bây giờ tôi giao bảo bối của tôi cho cậu. Trên đường cậu phải chăm sóc cho nó, đừng để xảy ra chuyện, có nghe thấy không? Mẹ,
Cẩn thận đó. Con biết rồi. Ngoan. Mẹ, mẹ phải tự bảo trọng đó. Mẹ biết rồi. Cẩn thận nha. Thiếu gia, thiếu gia. Ông trời ơi, uống thuốc đi. Không không, không uống. Ta nói nè mụn nhọt, đều là chủ ý của ngươi. Ngươi nhìn ta đi. Bụng thiếu gia ra nông nổi gì rồi? Thiếu gia à, gấp gáp không ăn được đậu hũ nóng. Cậu ép tôi đi tìm Dân tiểu thư. Kết quả là tóc của cậu còn chưa khô. Người ta nhất định đã nhìn ra được. Ta nói nè mụn nhọt, bây giờ ngươi cũng biết về đời ta rồi phải không? Không phải thiếu gia, tôi chỉ là sốt ruột thôi. Ngươi sốt ruột? Nếu sốt ruột thì hồi nãy ngươi đã đi đâu? Đi lâu như vậy, cậu không biết tội nghiệp cho bổn thiếu gia. Thiếu gia, tôi tìm hơi ấm cho cậu nha. Hơi ấm? Ngươi có thể hái mặt trời xuống cho ta sao? Thiếu gia, đây là toa thuốc mà Dân Yên tiểu thư đã đích thân kê cho cậu đó. Toa thuốc này là do Dân Yên đích thân kê cho ta hả? Vậy ta uống. Là Dân Yên kê cho ta. Cậu xem, tôi nói mà, chỉ cần câu nói này thì bệnh của thiếu gia sẽ khỏe lại ngay. Đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi. Bụng nhọn à, bụng nhọn, người phân tích cho ta nghe đi. Người nói, nếu Dân Yên kê toa thuốc cho ta, người nói cổ có quan tâm đến ta chút nào không? Nhất định rồi, nhất định là có rồi. Tức là nói, bề ngoài Dân Yên có sự lạnh lùng của đại tiểu thư, nhưng nội tâm của cô ấy rất nóng, rất quan tâm ta. Nói rõ ta chịu khổ như thế này cũng đáng. Thiếu gia, một lát nữa về tới Dân phủ có thể giúp tôi một chuyện được không? Ta biết rồi, nhưng mà chuyện này phải sau chuyện của ta về Dân Yên. Vậy nếu chuyện của cậu về Dân Yên tiểu thư không tốt? Ai nói ta về Dân Yên không tốt? Ta không tốt người tốt được sao? Cái miệng quả, giá sống được sao? Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Sư gia, xin chào. Chúng ta sắp xuất phát rồi. Lại nghe nói cậu bị bệnh, cho nên tôi đến để xem tình trạng thế nào. Không có gì. Sư gia, mời sư gia vào trong. Mời. Bụng nhỏ, rót nước. Phối hợp ta. Hả? Phối hợp? Xin lỗi nha, cậu bị phong hàn. Sao rồi? Cậu lên đường được không? Không sao, không sao. Ta tại sư gia quan tâm. Vậy thì tốt. Sao có thể không sao được chứ? Thiếu gia nhà tôi vì lấy lòng Dân tiểu thư, ngâm mình ở trong nước lạnh mới bị phong hàn. Mù nhỏ, cái này có gọi là đang giúp không? Có chuyện này sao? Sư gia, mấy cái này cũng chỉ là một chút kỹ thuật nhỏ của tài hạ thôi, không đáng nhắc đến. Thật ra trong thời gian này thiếu gia của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Nhưng Dân Yên tiểu thư đúng là lòng dạ sắt đá. Sao Dân Yên lại lòng dạ sắt đá được chứ? Đều là tại ta. Tại ta nhớ thời sai lầm, thành hận thiên cổ. Cao thiếu gia, cậu không thể muốn bỏ cuộc chứ? Sao tôi lại bỏ cuộc? Nếu tôi bỏ cuộc, không lấy được trái tim của Dân Yên thì thật là đáng đời. Cậu có quyết tâm này thì tốt, cũng không uổng công mọi người giúp cậu một lần. Nhưng Dân Yên tiểu thư dầu củi cũng không chịu, dầu muối cũng không ăn. Thiếu gia nhà tôi chỉ có thể làm quà thượng. Sư gia, nếu thật sự mất đi một cô nương lương thiện dịu dàng như Dân Yên, vậy ca phúc sói tôi cũng chỉ có thể xuất gia làm tăng. Từ nay ngồi bên cạnh Phật tổ. Đừng mà thiếu gia, cậu nói cậu đi làm quà thượng, vậy tôi phải làm sao đây? Sư gia, không phải là còn có sư gia sao? Sư gia nhất định sẽ có cách giúp chúng ta. Đúng rồi sư gia, ông là sư gia của Dân tướng quân, ông nhất định túc trí đa mưu. Ông có thể giúp tôi nghĩ cách khiến Dân Yên hiểu được tấm lòng của tôi không? Được. Cao thiếu gia, dựa vào sự thật lòng của cậu đối với tiểu thư, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu. Ân tình của sư gia, tại hạ suốt đời không quên. Khó quên, khó quên.
Lại đây, lại đây. Cô phải biết tiểu thư nhà tôi. Tại sao La Thúc lại kêu chúng ta đi đường này chứ? Quên xem, không có ai cả. Từ nhỏ ít người, tương đối an toàn hơn. Phải, xém chút tôi quên mất. Phía sau chúng ta, nói không chừng còn có một đám sát thủ đang đuổi theo chúng ta. Xin lỗi nha, hại cô chịu khổ rồi. Sao Quynh lại nói xin lỗi với tôi? Ê, rốt cuộc là Quynh làm bao nhiêu chuyện có lỗi với tôi rồi? Tôi không có ý này đâu. Bán thịt đi, đến xem đi, đến xem đi. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra, có nghe thấy không? Đó không phải là tên tay sai của Cao Hướng Thiện sao? Tên Cao Hướng Thiện này lại muốn giở trò gì đây? Ngưng Kiều, Tề Nương, chúng ta đến rồi. Cẩn thận. Mời. Không phải Sở Nguyệt đi tìm Muội Muội sao? Sao lại ở chung với người của Cao Hướng Thiện? Rốt cuộc nha đầu này đang nghĩ cái gì? Giả là bà lão đó, lại có quan hệ gì với Cao Hướng Thiện? Nè, cho Quynh ăn. Đồ mọc ở trên cây, làm sao cô hái xuống được? Trèo cây đấy. Wow, đừng nói với tôi cái này Quynh cũng không biết luôn nha. Tại hạ còn chưa từng học. Đây là bản lĩnh sinh tồn cần thiết mà. Nhưng cũng không sao, có tôi giúp Quynh rồi. Phải, trên đường đều có cặp đệ cô nương giúp đỡ. Đừng nói cảm ơn với tôi. Có cơ hội, tôi sẽ dẫn Quynh từ từ hưởng thụ phong cảnh ở trên cây. Tại hạ không có phúc hưởng thụ đâu. Đúng rồi, Quynh là sợ cao sao? Nhưng mà khung cảnh ở trên cây rất tốt, gió thổi rất dễ chịu, thì sẽ có lúc sẽ khiến người ta muốn ngán ngủ. Cũng không biết mẹ tôi sao rồi. Vết thương của La Thúc đã đỡ chút nào chưa? Tôi nhớ mẹ của tôi lắm. Thiếu gia, cậu hy vọng Lôi cặp đệ có kết cục giống mẹ của cậu sao? Trần Tam Lục, tôi nói Quynh biết, tôi là một bình chứa dầu. Từ nhỏ, Lôi lão gia đã ghét bỏ tôi,
trước giờ chưa từng có ai quan tâm tôi. Cho nên tôi và mẹ tôi nương tựa lẫn nhau. Tôi không nỡ xa mẹ tôi đâu. Canh đến rồi. Tài Nương, để con. Từ từ thôi. Tả Phi, sao lại không ăn đi? Không hợp khẩu vị sao? Không phải, không phải. Chỉ là bà làm quá nhiều thức ăn, con cũng không biết ăn món nào trước. Đại Nương, bà phải ở lại đây, đừng bao giờ ra khỏi cửa. Nếu có vật dụng sinh hoạt cần thiết gì, con và Tả Phi sẽ đưa cho bà. May mà có hai gì. Nếu không có hai gì, e là tôi đã. Tài Nương, đừng nói cảm ơn nữa. Trần công tử cũng là bạn của con, chăm sóc cho bà cũng là lẽ đương nhiên. Cũng không biết bây giờ Tam Lục tới đâu rồi. Tôi sống ở đây, thư nhà cũng không nhận được. Tài Nương, bà yên tâm đi, Tam Lục sẽ không sao đâu. Con sẽ định kỳ đi lấy thư giúp bà. Tả Phi, Đại Nương không nhìn lầm cậu. Đợi Tam Lục trở về, tôi sẽ cho hai người kết làm huynh đệ. Cậu chính là đại ca của Tam Lục. Đại Nương, con không xứng. Hai người ăn trước đi, tôi còn có gì phải làm. Thực ra chúng ta đều giống nhau. Từ nhỏ đã không có cha mẹ, cũng không có cơ hội để kêu một tiếng mẹ. Loại người như chúng ta, không biết sinh ngày nào, cũng không biết chết ngày nào. Không xứng có nhà. Trong lòng có nhà, nhà nát cũng ấm. Trong lòng không yêu, có nhà cũng như không. Nói hay lắm. Có nhà cũng như không. Sở Nguyệt ngâm tiền lạc, Giang Cầm tủ ngoài phi. Được, hôm nay không say không về. Cán. Sở Nguyệt, tôi hỏi cô có từng sợ cuộc sống thế này không? Sống chết chỉ trong một vấn niệm, có gì quan trọng? Có gì phải sợ? Tôi kính cô, nữ trung hào kiệt. Cô có biết không Sở Nguyệt, lần đầu tiên tôi gặp cô thì đã bị cô thu hút rồi. Nhưng tôi biết chúng ta không thể nào. Giữa chúng ta, sống dưới sự khống chế của người ta, chúng ta đã không còn là mình nữa. Đừng uống nữa. Uống say rồi sẽ không còn nhớ gì nữa. Tôi về phòng trước. Sở Nguyệt. Tả Phi, huynh còn nhớ những lời huynh đã từng nói không? Ông trời đã định sẵn chúng ta là kẻ địch, là sự thật không thể nào thay đổi. Không Sở Nguyệt, tôi đồng ý thay đổi. Sở Nguyệt, cô ghét tôi vậy sao? Chúng ta đều quá hiểu lẫn nhau, nên chúng ta không thể ở bên nhau. Lão gia,
Chúng tôi cũng không ngờ lúc trước khách điếm đó là của tội phạm buôn lậu. Cho nên các người cũng không thể giết chết bọn người của Trần Tam Lục đúng không? Họ ở dưới sự yểm trợ của bà chủ, thuận lợi chạy thoát rồi. Bà chủ? Bà ấy là cao nhân của môn phái nào? Không, không phải. Một đám phế vật, một tiểu tử không biết võ công, các người lại không thể giết được hắn. Bà chủ đó dẫn lửa vào thuốc nổ, chúng tôi vốn không có thời gian thoát thân. Trần Tam Lục rốt cuộc là có lai lịch gì? Lại có người chịu chết vì hắn? Dạ phải, trong số họ còn có một người võ công rất cao cường. Là ai? Lúc trước chưa từng giao thủ, xem đao pháp hình như là thất truyền nhiều năm trên giang hồ. Là ai được chứ? Không thể là Hủ Dực Đông. Hủ Dực trở về, tại sao lại không đến gặp ta? Bao炸后，大家都只有一个人逃出来了。死了，我想他，他应该也没能逃脱。没有什么应该不应该的，生要见人，死要见尸。